xin chào các bạn và trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái phương pháp để giúp cho chúng ta live stream kiếm tiền ngay lập tức tại mạng xã hội whisper và trước khi vào nội dung chính của chúng ta nếu như bạn xem video này thấy nó hay hữu ích hãy cho mình xin một like hãy chia sẻ video này đến những người mà bạn nghĩ rằng họ cần nó ngoài ra cũng đừng quên đăng ký kênh của mình bởi vì mình sẽ có rất là nhiều uh, những cái video về mạng xã hội whisper này và ở phía dưới phần mô tả của video này mình có để một cái liên kết để giúp cho những người mà chưa có tài khoản Hãy đăng ký một tài khoản và bắt đầu thực chiến kiếm tiền ngay lập tức Và các bạn thân mến, nói về live stream kiếm tiền thì đây là một điều không còn mới mẻ nữa đúng không ạ Đã có rất nhiều người, những cái idol kiếm ra rất là nhiều tiền Thậm chí những người bình thường kiếm ra cũng rất là nhiều tiền từ cái việc live stream Họ live stream để nhận quà, họ live stream để bán hàng Tuy nhiên trong cái video này chúng ta chỉ cần nói về việc live stream để kiếm tiền bằng cái gì ạ Những cái món quà mà những người xem live stream chúng ta tặng cho chúng ta và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái thực trạng về livestream của chúng ta nhé thì đối với những cái nền tảng như Facebook, TikTok hay là YouTube bây giờ cái việc livestream nó càng ngày trở nên khó khăn và cái tương tác nó bị bóp nghẹt dẫn đến việc là rất ít người xem rất ít mắt xem được chưa và khi mà các bạn livestream ấy thì ví dụ như ở trên nền tảng TikTok để có điều kiện bạn livestream được thì bạn phải có một nghìn follow của tài khoản đó sau đó là gì những cái khi mà bạn livestream ấy thì bạn những ngôn từ bạn nói ra thì đôi khi nó vi phạm luật cấm ngay lập tức bạn bị tắt live stream rồi khi mà bạn live stream bạn nói đến những cái thương hiệu ví dụ như là thương hiệu này mình dơ lên đây phát là live stream nó tắt ngay và đây là những cái hạn chế và những khó khăn và khi live stream đó thì cần phải có những người phải có kinh nghiệm đúng không ạ phải có kinh nghiệm thì chúng ta mới live stream để mà kiếm ra, ra tiền và ở đó thì những người mới hoặc là những người bình thường sẽ gặp rất nhiều khó khăn tuy nhiên ngày hôm nay khi mà chúng ta biết đến cái mạng xã hội Whisper này thì mọi thứ nó xóa tan luôn. Chúng ta không cần phải lo lắng quá nhiều nữa. Công việc của chúng ta bây giờ là tạo một tài khoản tại mạng xã hội Whisper này, sau đó là chúng ta chỉ ấn nút livestream là chúng ta livestream ngay. Và nói về cái mạng xã hội này một chút thì ở mạng xã hội này khi các bạn livestream ấy thì các bạn không cần bất kỳ một điều kiện gì cả. Các bạn chỉ cần tạo tài khoản xong là ấn livestream luôn. Và ở đây nó không bị bóp tương tác cho nên là khi mà bạn nhấn nút livestream ấy chỉ trong vòng khoảng 5 đến 10 phút là nó có hàng trăm mắt xem để xem bạn rồi bây giờ cái câu chuyện của bạn là gì hãy nói những cái nội dung nào nó hay hoặc là những nội dung nào mà nó mà bạn cảm thấy là gì bạn có năng khiếu và thế mạnh thì ngay lập tức sẽ có những người mà có đồng những cái tính cách như vậy họ sẽ vào livestream họ cảm thấy rất phấn khích và sẽ tặng quà cho bạn và một cái nữa là gì ở đây có một phần gọi là làm nhiệm vụ là phải vào đây xem livestream thế thì rất nhiều người sẽ vào xem livestream của các bạn được chưa ạ và ở đây thì uh, mắt xem nó lên rất nhanh Đây là một cái điều mà chúng ta cảm thấy rất vui Và khi mắt xem lên nhanh như vậy là chúng ta đã tiếp cận được rất là nhiều khách hàng Và vô hình chung có rất là nhiều người họ chẳng biết là ai xin cái gì đâu Nhưng mà họ cứ vào đây họ cứ cười xong rồi chào hỏi Nhưng mà vẫn được tặng quà rất là nhiều Bởi vì cũng một trong những lý do họ được tặng quà Tặng những hạt đậu ở đây á Đó là gì? Làm nhiệm vụ Khi mà mạng tặng một hạt đậu đi trong buổi live stream thì những người làm nhiệm vụ họ được nhận về 20 hạt đậu cho nên họ sẽ vào đây hỏi họ tặng quà như vậy là chúng ta sẽ dễ dàng tiếp cận được những cái món quà và qua đó thì chúng ta có thể kiếm ra được rất là nhiều tiền từ cái việc tặng quà và nói cho bạn nghe một câu chuyện rất là vui là có những cái người mà vào đây livestream đúng một tiếng thôi họ đã có những thu nhập là 3.500 đô la trong một tiếng và hoàn toàn là gì hoàn toàn miễn phí các bạn nhé vậy thì bây giờ thì các bạn thử xem cái công cụ livestream này đi hãy đăng ký ngay một tài khoản mạng xã hội quizzer sau đó là gì chúng ta sẽ uh, bắt đầu tiến hành thử live stream thử xem và bạn sẽ nhìn nhận ra được những cái đồng hạt đậu rất tuyệt vời và các bạn sẽ có động lực để kiếm tiền từ việc live stream và biết đâu đó các bạn sẽ trở thành những cái người live stream chuyên nghiệp tại đây thì các bạn sẽ kiếm vô vàng vô vàng hạt đậu rất là nhiều tiền còn những người bình thường như mình không biết live stream thì vào đấy bật nút nói một lúc vẫn được tặng mấy chục hạt đậu mấy trăm hạt đậu nó rất đơn giản quy ra tiền cũng kha khá còn như thế nào thì các bạn tìm hiểu tiếp nhé và video ngắn này mình sẽ được kết thúc ở đây và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo bye bye